Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một bác sĩ rút ống thở người nhà nhường cho mẹ con sản phụ cách đây ít giờ, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau khi kiểm tra, Sở khẳng định thông tin lan truyền với nội dung trên là không có thật. Trước đó thì tối qua trên mạng xã hội xuất hiện nội dung chia sẻ của một người tên Trần Khoa, được cho là bác sĩ sản phụ khoa. Người này cho biết là đã quyết định nhường đi chiếc máy thở của ba mẹ mình đang dùng cho một sản phụ chuẩn bị sinh đôi, và kèm với nội dung thì còn có hình ảnh của hai bé song sinh, được cho là hai bé mà bác sĩ này vừa đỡ đẻ. Nhưng thực tế đây lại là hai em bé được một bác sĩ khác phẫu thuật cách đó không lâu. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khẳng định tại các bệnh viện của thành phố không có việc rút ống thở để nhường cho bệnh nhân. Sở Y tế đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ nguồn gốc bài đăng này để xử lý theo quy định của pháp luật.